MC Quỳnh Hương khóc nghẹn bên dàn sao Việt trong ngày chia tay thay lời muốn nói. Lời chia tay của nữ MC đã khiến cho khán giả cảm thấy như thiếu đi sự kết nối cảm xúc, một linh hồn cho chương trình. Ở đêm diễn cuối cùng, MC Quỳnh Hương cố gắng vui vẻ, nhưng cô cũng phải bật khóc vì sự tiếc nuối và xúc động. Được mệnh danh là người đàn bà khóc khi đọc những lá thư của khán giả trong các chủ đề ở đêm chia tay, cứ ngỡ nữ MC sẽ khóc rất nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện, nét mặt rạng ngời, tươi tắn và ánh mắt gửi trao hết những tình cảm yêu thương cùng chương trình và khán giả đã gắn bó qua 19 năm lại đủ khiến khán giả ngồi xem lại khán phòng, nhà hát truyền hình rớt nước mắt trong nhiều khoảnh khắc. Kìm nén cảm xúc trước khán giả, nhưng đằng sau hậu trường và những phút cuối trên sân khấu thì nữ MC đã rất nhiều lần rơi những giọt nước mắt. Đã có rất nhiều nghệ sĩ cùng tham gia chương trình này như Lam Trường, Quang Dũng, Phương Thanh, Hồ Trung Dũng, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, nhóm MTV Quốc Thiên. Hầu hết chỉ vừa nghe lời mời từ Quỳnh Hương thì họ đều sắp xếp tham dự, bởi lẽ ai cũng biết đây chính là ngày đặc biệt của nữ MC trong suốt quãng đường làm chương trình. Quỳnh Hương đã chia sẻ rất nhiều tâm tư của mình trong hành trình đảm nhận vai trò MC truyền đạt cảm xúc cho khán giả. Ngoài chiếc đầm lộng lẫy thì cô còn diện một chiếc áo dài tím có thêm khăn choàng được in hết các chủ đề trong nhiều năm qua của Thay Lời Muốn Nói. Quang Dũng, Đức Tuấn, Trung Dũng là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tham gia dẫn dắt MC cùng Quỳnh Hương. Phương Thanh, Lam Trường đốt cháy trái tim khán giả bằng liên khúc Làn Sóng Xanh, Tình Thôi Xót Xa, Một Thời Đã Xa. Hồ Ngọc Hà cũng gửi gắm thông điệp cùng chương trình khi khép lại những điều cũ và mở ra những điều mới bằng ca khúc Giá Như Mình Đã Bao Dung. Nhóm MTV, bộ ba Nam Cường Ngọc Linh Quốc Thiên lần đầu đứng cùng sân khấu, Phiêu Anh Nguyễn Phi Hùng, Tiêu Châu Như Quỳnh Phương Vi, Võ Hạ Trâm Lân Nhã. Trong sự xúc động của khán giả, chị cũng chia sẻ về những kế hoạch của riêng mình sau khi chia tay. Rất khó để Quỳnh Hương chia tay thay lời muốn nói. Nhưng mọi cái nó là duyên, cái gì có sự bắt đầu ắt sẽ có sự kết thúc, và sự kết thúc này sẽ mở ra một khởi đầu mới, với Quỳnh Hương là dốc hết tâm sức mình vào. Đó chính là các hoạt động truyền cảm hứng như du lịch truyền cảm hứng cũng như là các hoạt động chữa lành các chấn thương về tinh thần. Đã có rất nhiều lời bình luận thể hiện sự tiếc nuối khi không được nghe chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm của MC Quỳnh Hương tại chương trình nữa. Đồng thời, mọi người đều chúc cho cô sẽ luôn yên vui và may mắn trong cuộc sống.